cây ấy, mà hút được nhiều tiền bạc tài lộc như thế thì chắc là trên rừng là nhiều tài lộc lắm đúng không? Anh Hòa, em thấy mọi người nói rằng là trồng nhiều cây trong nhà sẽ hút được nhiều tiền bạc và tài lộc, ví dụ như là cây kim tiền và cây kim ngân, thì anh có thể chia sẻ quan niệm của anh về chủ đề này được không ạ? Ok em, nếu mà cây ấy, mà hút được nhiều tiền bạc tài lộc như thế thì chắc là trên rừng là nhiều tài lộc lắm đúng không? Thì chia sẻ với anh chị cái câu chuyện về cái cây này, thì muốn chia sẻ với anh chị hôm nay thì cũng nhân tiện bạn đây hỏi, thì Hòa cũng đang đi xem để mà có thể lựa một cái cây để đặt tại văn phòng. Thì ngày hôm nay cũng chia sẻ với anh chị về cái chủ đề cái cây. Thì như bạn đã hỏi vừa rồi ấy, thì nói rằng là cây không mang lại cái giá trị về tài chính, tiền bạc thì nó cũng không đúng anh chị. Nhưng mà để giải thích như thế nào, để cho nó được một cách logic nhất, thì trong một video trước thì Hòa đã từng chia sẻ với anh chị về cái câu chuyện về lội khí đúng không anh chị? Lội khí trong một căn nhà, đặc biệt là trong căn nhà chúng ta đang ở, căn nhà chung cư, thì để mà một căn nhà tốt thì một căn nhà đó phải có lội khí đúng không anh chị? Để một người mà tốt thì người đó phải có nội lực đúng không anh chị? Để một doanh nghiệp tốt thì doanh nghiệp đó phải có nội bộ tốt. Thì một căn nhà của chúng ta cũng như vậy. Vậy thì cái chủ đề liên quan đến cây cối thì nó liên quan gì đến cái việc phát triển về tài chính và tiền bạc? Thì nó cũng không phải là không có ảnh hưởng đâu anh chị. Thì với một cái cây thì như anh chị biết rằng là cái môi trường mà có cây nó sống, thì thường cây trong quá trình mà nó phát triển ấy, thì nó sẽ có một quá trình gọi là tạo ra, ví dụ tùy các loại cây anh chị nhá, là nó sẽ tạo ra oxy và hút CO2 đúng không anh chị, hoặc là ngược lại. Thì tùy những loại cây, thì có cây thì ban ngày nó sẽ hút carbonic và thải ra oxy, và có những cây thì ban đêm nó lại ngược lại như vậy đó. Thì để mà chia sẻ với anh chị, thì trong quá trình mà cây nó quang hợp như vậy thì như anh chị biết rằng là cây cối thì nó có nước anh chị, hầu hết là nước, và trong quá trình này thì nó sẽ làm cho không khí nó ẩm. Và nó quan niệm với một căn nhà tốt ấy, là một căn nhà nó phải âm anh chị, nó phải âm thì nó mới tốt. Một căn nhà nó có lội khí là căn nhà đó nó phải có được cái âm, tức là nó phải tối, nó phải mát đúng không anh chị, nó phải mát. Thì một trong những cái yếu tố quan trọng để nó giữ cân bằng trong cái căn nhà đó chính là những cây. Những cây này thì nó tạo ra cái sự ổn định trong căn nhà, tức là cái lội khí của bên trong căn nhà nó được tốt, nó được có một cái độ ẩm nhất định. Thì như anh chị có thể thấy rằng là khi mà chúng ta ở trong cái môi trường mà điều hòa nhiều ấy, thì điều hòa thì cái quá trình của điều hòa nó là cái quá trình mà nó hút cái không khí trong phòng và nó đưa qua một cái dàn lạnh đúng không anh chị. Nó giống như là cơ chế của nó giống như cái máy sấy tóc ấy. Thì ngược lại với cái máy sấy tóc thì các cái dây mai so nóng đúng không anh chị, thì nó đi qua một cái hơi nóng, nó làm nóng không khí. Thì ngược lại điều hòa nó sẽ đi qua một cái dàn lạnh và nó làm mát, làm lạnh cái không khí đó. Và trong quá trình đó thì nó sẽ hút đi cái độ ẩm. Và khi mà chúng ta có điều hòa thì nó sẽ có cái đường ống mà dẫn ra cái nước đúng không anh chị. Đấy chính là cái độ ẩm ở trong căn phòng. Nên là khi mà chúng ta ở trong điều hòa quá lâu ấy, thì chúng ta sẽ cảm giác khô, rát đúng không anh chị. Đấy, thì cái vấn đề của cái cây ấy, nó lại ngược lại, nó lại tạo ra cái độ ẩm trong cái môi trường không khí trong cái gia đình của chúng ta. Thì tại sao nó lại liên quan đến cái vấn đề tiền bạc đúng không anh chị? Thì những cái cây thì nó sẽ tạo ra cái độ ẩm và nó tạo ra một cái môi trường ổn định, và cái không khí ở trong cái môi trường này nó sẽ cô đặc. Và anh chị hình dung là cái việc mà chúng ta di chuyển trong căn phòng này thì nó tạo ra cái gọi là lội khí đúng không anh chị? Quá trình mà chúng ta đi từ bên ngoài vào trong nhà thông qua cửa chính thì gọi là quá trình lạp khí, di chuyển trong căn phòng từ những cái âm thanh con người phát ra này thì nó cũng mang năng lượng đúng không anh chị. Quá trình chúng ta di chuyển nó chúng ta tác động vào môi trường anh chị, chúng ta tác động vào môi trường thì cũng làm cho cái quá trình này, và nó gọi là cái hơi người đó anh chị, thì quá trình này nó gọi là quá trình lạp khí. Và khi mà có cây cối như vậy thì nó sẽ giúp cho cái độ âm bên trong căn phòng nó được tốt đó. Thì đấy là cái việc mà chúng ta để những cái cây, nó giúp cho cái môi trường của chúng ta nó mang tính chất ổn định.
và nó mang cái âm, đúng không ạ? Một căn nhà nó phải âm. Đó, thì chúng ta có câu rằng là gì ạ? Như Hòa đã chia sẻ với anh chị những cái video trước đây, gọi là gì ạ? Âm thì hóa hình, dương thì hóa khí. Tức là gì? Một cái môi trường mà tối, một cái môi trường âm thì là một cái môi trường mà sẽ tích lũy anh chị. Còn một cái môi trường dương ấy anh chị, tức là một cái môi trường nhiều ánh sáng của mặt trời, một cái môi trường sáng thì nó sẽ là hóa khí. Đó, hóa khí. Giống như là cái việc ánh sáng nó chiếu vào thì nó tạo ra cái việc bốc hơi, cái nước. Đó, quá trình hóa khí là như thế anh chị. Anh chị hình dung như vậy để cho dễ. Thì trong cái môi trường của chúng ta, cái việc mà có những cây này nó sẽ tạo ra cái môi trường âm và nó sẽ tốt cho cái việc phát triển về việc tài vận, nó đi lên là như vậy. Nếu mà xét về bản chất của cái cây khi mà chúng ta trồng ở trong nhà thì, và cái yếu tố này là một cái yếu tố giúp chúng ta mang lại được cái nội khí, và từ đó căn nhà của chúng ta nó sẽ mang nhiều cái năng lượng tốt. Quá trình mà chúng ta lạp năng lượng đó chính là cái quá trình chúng ta tích lũy trong cái căn nhà của chúng ta nhiều năng lượng. Anh chị cứ hình dung là như vậy. Đó, thì về cái câu chuyện liên quan đến cây này thì em thấy anh trả lời em như vậy thì nó thấy em thấy thế nào? Vậy thì một căn nhà phải trồng càng nhiều cây càng tốt phải không anh? Ừ, không em. Cái gì mà quá nhiều thì nó không tốt đúng không em? Thì như anh vừa chia sẻ ở đầu video clip ấy, là cái cây này thì nó có quá trình nó sẽ hút oxy đúng không anh chị? Và thải ra carbonic khi mà nó vào ban đêm, khi mà chúng ta đang ngủ. Hoặc một cây số cây nó sẽ ngược lại. Quá nhiều thì nó cũng sẽ không tốt. Ban đêm mà em cứ hình dung là chúng ta đi ngủ, chúng ta hút oxy, hít oxy thải ra carbonic, và cây nó cũng hút oxy và thải ra carbonic, thì đêm chúng ta ngủ mà có quá nhiều cây thì nó sẽ không tốt. Đó. Thì nên là cái gì nhiều cũng không tốt cả, kể cả lòng tốt. Lòng tốt mà nhiều quá thì cũng không tốt luôn, chứ đừng nói là cái cây nha. Nên là cái cây thì chúng ta phải bố trí sao cho nó hợp lý thôi, là nó sẽ phù hợp. Thế thì bố trí như thế nào thì là hợp lý hả anh? Ừ thì theo quan điểm của anh ấy, thì với các cái cây mà chúng ta bố trí ấy, thì chúng ta sẽ bố trí vào những cái góc gọi là góc mà nó tụ khí, hay là những cái góc mà góc chết trong cái phòng của chúng ta. Cái nơi mà chúng ta ít đi lại di chuyển nhất thì là cái vị trí mà tốt để mà đặt các cây. Bởi vì trong cái môi trường đó là một cái môi trường mà nó ít lưu chuyển thì, và nó ít có cái sự điều hòa cái không khí, đúng không em? Khi mà em không di chuyển qua đó thì cái cây này như mình anh chia sẻ rồi, nó sẽ có quá trình nó hút và nó sẽ thả ra cái khí oxy hay là carbonic và ngược lại. Đó, thì trong quá trình đó mình để cái cây ở những góc vị trí như thế thì nó tạo ra cái quá trình quang hợp, hít thở như thế thì cái căn nhà của mình nó sẽ tốt. Đó, thì đấy là những cái vị trí chúng ta nên đặt những cái cây. Đó, thì nó sẽ là đặt cây thì nó sẽ tốt như thế. Vậy thì chúng ta nên trồng cây gì để có thể hút được nhiều tài lộc và tiền bạc? Ờ, thì được. Thì em lại thích tài lộc và tiền bạc đúng không? Thì cũng tốt thôi. Thì thực ra thì theo quan điểm của anh thì như nói rồi, xét về bản chất thì người ta hay trồng những cây như là cây kim tiền, cây kim ngân đúng không? Nhưng mà theo quan điểm của anh thì đôi khi nó cũng không tốt. Ví dụ các cây như này thì cái lá của nó độc, như cây kim tiền này lá của nó độc này, thì nó chỉ phù hợp với môi trường văn phòng thôi. Còn ví dụ chúng ta trồng ở nhà chẳng hạn, mà trẻ con nó ăn vào nó bị độc thì không tốt. Việc cái chọn cây ấy thì như ở đây chúng ta có thể thấy là có rất nhiều loại cây đúng không? Thì chủ yếu là các loại cây, chúng ta có thể thấy rằng là các loại cây này nó sẽ thường nó sẽ không có gai. Nó không có gai, nó dễ trồng. Nó dễ trồng. Và cái điểm tiếp theo là nó không độc. Là ba cái tiêu chí để mà lựa chọn cái cây khi mà đặt ở nhà. Đặt ở văn phòng thì có thể chúng ta sẽ lựa chọn một số loại cây khác, nhưng mà đặt ở nhà ấy thì chúng ta sẽ chọn những cái loại cây mà thứ nhất là nó không độc. Thứ hai ấy là nó dễ trồng. Trồng một cái cây gì mà nó phải nhẹ nhàng, nó thoải mái, cái cây mà chúng ta suốt ngày phải chăm sóc ấy, thì cái cây đấy không lên, mua việc vào người. Chúng ta trồng một cái cây gì mà chúng ta ít phải chăm sóc là tốt nhất khi mà chúng ta lựa chọn những cái cây mà đặt trong gia đình. Thứ hai nữa là những cây không có gai, trẻ con nó chơi, không có độc, không có gai thì nó sẽ tốt cho cái môi trường gia đình. Thì tất cả nó mang tính chất là phù hợp để mà chúng ta lựa chọn một cái cây khi mà chúng ta bố trí các cái vị trí cây ở trong phòng. Thì như vừa rồi đã chia sẻ với em thì chúng ta cũng sẽ phối hợp làm sao cho những cái cây này nó được hài hòa, nó vừa mang lại cái sự thẩm mỹ trong gia đình, nó lại vừa không mang lại những cái điểm mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là các cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình của chúng ta, là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta lựa chọn những cái cây. Thì thường mọi người thấy rằng là
những cái cây mà để trong môi trường trong nhà ấy là những cái cây mà nó ưa tối. Ưa tối. Những cái cây ưa tối lại là những cái cây mà nó có rất là nhiều nước. Nó rất là nhiều nước, anh chị có thể thấy những cây dây leo này hay những cái cây kim tiền này thì nó rất là nhiều nước, hay những cái cây ưa cái môi trường tối như cái cây này. Đó. Cây này nó cũng là những cây ưa tối. Nó sống được trong môi trường tối, là những cái cây để mà ưu tiên khi mà chúng ta trồng, hoặc là chúng ta có cả dương xỉ nữa. Các loại dương xỉ thì là những cái cây mà thường chúng ta sẽ tìm thấy trong các cửa hàng trồng cây này. Và nếu như mà anh chị đang ở khu vực An Khánh ấy, thì anh chị có thể đến với cái ngã ba vị trí nơi cái đường gọi là Lê Trọng Tấn kéo dài kết nối với đường Đại lộ Thăng Long. Ở đây có một cái cửa hàng bán rất là nhiều loại cây, thì anh chị có thể đến đây để mà mua các loại cây cũng như là lựa chọn các loại chậu. Ở đây cũng có rất là nhiều chậu này, để anh chị có thể lựa chọn được cho mình những cái cây, những cái chậu tốt để mà phù hợp với môi trường văn phòng hay là môi trường gia đình, để chúng ta có thể là tốt cho cuộc sống. Đó, đấy là những cái câu trả lời của anh về cái vấn đề liên quan đến cây hút tài lộc hay là không, hay là cái cây thì như thế nào, nó tốt như thế nào và nên chọn những cái cây gì. Thì như vậy thì em thấy câu trả lời của anh như vậy thì đã làm em thấy hài lòng chưa? Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin. Em đã hiểu hơn về cách bố trí sắp xếp cây trong nhà. Trước đây em cứ nghĩ là trồng càng nhiều cây thì sẽ càng hút được nhiều tiền bạc và tài lộc. Thì sau những chia sẻ của anh thì em cũng đã hiểu hơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn em. Như vậy thì Hòa cũng đã cùng chia sẻ với anh chị một cái chủ đề liên quan đến cây cối. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Và nếu như anh chị thấy video này hữu ích thì hãy dành cho Nhà Tốt một like. Chia sẻ video này với những người đang quan tâm đến các cái vấn đề liên quan đến nhà ở, liên quan đến cây cối, thì hãy chia sẻ với mọi người. Cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.